Vâng, em thêm chợ Tô Lục Lam Bắc Giang xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Ở buổi trưa ngày hôm nay em thêm xin phép lên sóng và giá một chút nha các bác nhé. Tối thì hiện tại em thêm đang hoàn thiện nốt cái phần bảng biển cho nên là nó hơi vướng ở ngoài với lại ở trong nhà chút xíu nên em thêm không lên sóng buổi tối. Em thêm tranh thủ lên buổi trưa nhé. Quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm mẫu xe gì thì đừng quên gọi cho em thêm số hotline 0987 271 796 hoặc 0888 666 111 nhé. Tất cả xe nhà em thêm bán ra đều cam kết đảm bảo về chất lượng xe cho khách hàng. Tất cả xe nhà em thêm bán ra đều cam kết đảm bảo chất lượng xe các bác nhé. Xe không đâm xô tai nạn, máy móc không ngập nước, không thủy kích và thủ tục pháp lý chuẩn chỉ không tranh chấp. Giá mà em thêm báo thì có bao hồ sơ nhé. Địa chỉ showroom nhà em thêm là số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đấy, khách hàng ở xa thì có thể chủ động alo hay số hotline đấy thì em thêm sẽ gửi định vị cho nhé. Đấy, Mazda 3 này em có 2016 này. Bán tải hiện tại nhà em không còn con nào. Anh Tuấn Nghiệp ạ, em chào anh Linh Công Tử. Linh Công Tử chào, cảm ơn anh nhé. Xe thì cam kết đẹp và zin. Giá thì theo giá thị trường các bác nhé. Theo giá thị trường, xe đẹp chất lượng cao, giá thị trường. Rất là nhiều những cái mẫu xe khác nhau, tầm phân khúc tiền khác nhau. Quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm mẫu xe gì thì alo cho em. Em chào anh chị Độc Cô Cầu Bại, chúc em buôn bán đất hàng, cảm ơn anh chị ạ. Em chào anh Công Vũ, bán tải hiện tại em không còn anh ơi. Vay ớt thì em có 2017, 2015, 2011 các bác nhá. Vay ớt có 17, có E 15, em có bản E 11, em có bản G. Đấy, các bác nào mà quan tâm mẫu xe gì thì nhấc máy alo cho em. Em chào anh Duy Bình. Vay ớt trả trước. Anh Duy Bình ơi, anh hỏi vay ớt 17 ạ. Nếu như mà anh chị mà quan tâm xe trả góp ấy, các bác alo em thêm tư vấn cho nhé. Alo trực tiếp cho em hai số hotline đấy cũng được. Hoặc là nếu như quý khách hàng, quý anh chị mình muốn tư vấn mà thủ tục các thứ hơn thì các bác có thể alo trực tiếp cho em thêm. Các bác có thể alo trực tiếp, các bác nhắn tin vào fanpage này cho em thêm được. Hoặc alo trực tiếp cho em thêm số hotline của em thêm là 0389 303 501 nhé. Hoặc là các bác nhắn tin trực tiếp vào fanpage này cho em thêm tư vấn cho cũng được. Còn hai số hotline chính nhà em đều có Zalo nhé. Các bác có thể nhắn tin vào Zalo cho em cũng được. Em đang review chiếc này là Vios 17 này anh chị Yến Thành ơi. Chiếc này là Vios E 2017 số sàn máy 1.5 nhé. Xe nhà em thêm cam kết đảm bảo chuẩn ạ. Chuẩn và có ba check ba test. Nếu như mà khách hàng mình mà đi check test không chuẩn, em thêm hoàn lại tiền cho các bác luôn. Đấy là để cho khách hàng gọi là tuyệt đối yên tâm về cái chất lượng xe. Xe em để ngoài này nên em chốt rồi. Có cam nhé, có cam lùi và có cả màn hình luôn. Em chào anh chị Tiệp Hoàng. Anh chị Tiệp Hoàng ơi, Vios 15 em có màu đen bản E, trước đấy là 348 triệu, xe một chủ từ mới đi rất là ít nhé anh nhé. Xe nhà em thêm thì chia sẻ với khách hàng chút xíu, nhà em thêm thì rất là thích làm cái xe đẹp chất lượng cao, cho nên là cái giá mà khi em thêm đi mua ấy, nó cũng theo giá thị trường, không mua được rẻ. Nếu mà mua rẻ thì xe lỗi hoặc xe nó xấu hơn thì nói chung là nó sẽ có cái giá khác. Đấy, cho nên là quý khách hàng, quý anh chị mình đi mua xe, các bác đi tham khảo một vài chỗ nhé. Xe chất lượng thì chắc chắn là nó sẽ phải theo cái giá thị trường. Em thêm sẽ báo giá này, quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm mẫu xe gì thì comment cho em thêm. Vios E 2017 ạ, 2017 số sàn nhé các bác nhé. Số sàn, xe cam kết đẹp, máy số zin, keo chỉ cột kèo đều zin. Giá là 375 triệu có hỗ trợ banh. Những chiếc 2017 là em thêm có thể hỗ trợ các bác, nói chung là đơn giản nhất là sẽ tầm 50%. 50%, còn nếu mà tính theo cái giá ngoài thì nó sẽ thành 60%, nhưng mà em thêm sẽ trừ hao đi 50% là theo cái mức định giá nhé. Theo mức định giá của ngân hàng ấy ạ. Vios E 2017 giá là 375 triệu này. Số sàn máy 1.5 nhé các bác nhé. Anh Biển Nhớ Hoàng, 8 tấn. 8 tấn hình như xe 8 tấn để em hỏi thằng em nó còn con sao nhỉ? Anh quan tâm xe 8 tấn hả anh Nhớ Hoàng? Anh Nho Hoàng ơi, Biển Nho Hoàng ơi. 7 chỗ em có Innova các bác nhé. Để ngoài này nó hơi bụi bẩn chút xíu này. Innova em có 2013 này. Innova em có 2013 số sàn máy 2.0 bản E, giá là 365 triệu. Đấy, em có 2013, 2016 là form mới rồi các bác nhé.
Đấy, đều là biển thủ đô Hà Nội. Tất cả xem thêm báo giá đấy thì có bao gồm hồ sơ rồi, nên là khách hàng yên tâm về các thủ tục pháp lý này. Đấy, nhà em thêm rất là nhiều xe biển Hà Nội luôn. Đây riêng góc này là đã 4 con này, cả 4 con đều biển 30 luôn. Cả 4 con đều là biển Hà Nội. 2016 Innova này, 2016 các bác nhá, 2016 số sàn máy 2.0 bản E, Innova 7 chỗ giá là 468 triệu. Kia Celato hiện tại em thêm có 2016, 2017 và 2019 anh chị Nguyễn Chiến ơi. Nhá, em có 16 màu đen, có 17 màu trắng và 19 màu đỏ. Anh nắng mùa đông 300 lùi có Kia nhá, có Kia Forte bản S em có đấy. Còn tầm 200 thì em có Hyundai Venna này. Nếu mà các bác mà tầm ít ít tiền hơn thì em có Hyundai Venna này. Chiếc này là 2010 xe nhập này. Xe nhập số sàn máy 1.4 nhá, Hyundai Venna. Giá là 208 triệu thôi. Các bác đi tránh mưa tránh nắng rất là ok, chuẩn luôn, máy số zin, keo chỉ cột kéo đều zin. Xpander 2019 ạ. 7 chỗ vừa tiền các bác nhé, 7 chỗ vừa tiền mà chiếc này máy của nó có 1.5 thôi, đăng ký biển Bắc Giang, biển cũng siêu VIP, siêu đẹp luôn này. Siêu VIP, siêu đẹp. 2019 các bác nhé, Xpander số tự động máy 1.5. Giá là 498 triệu này. 498 triệu Xpander. Vâng, ok anh chị Yến Thành, em có số của anh rồi, lát nữa em gửi cho anh hình ảnh nhé. Xpander số tự động 2019 này, 498 triệu các bác nhé, 498 triệu có banh. Nếu mà các bác mà muốn up banh những cái mẫu này thì rất là ok nhá, rất là ok luôn. Anh Hùng Trái quay chi tiết thì xe em để ngoài, em chốt hết cửa rồi, giờ lái xe đi lấy xe hết rồi, chẳng có ai cả, có mình em ở nhà này. Những chiếc này đỗ ngoài cho nên em chốt cửa. Có màn hình, có cam lùi anh nhá, còn keo chỉ cột kéo máy số là em thêm cam kết zin cho các bác. Đấy, em quay vùng quanh cái ngoại thất chút xíu các bác có thể xem được này. 2017 nhá, vay ớt e là 375. Em xin phép ghim cái số điện thoại lên trên này nhá, các bác nào quan tâm có thể alo liên hệ trực tiếp cho em thêm theo cái số hotline em thêm ghim trên màn hình này, 0987271796 hoặc 0888666111 từ Facebook Nguyễn Tuân nhé. Đấy, các bác mà quan tâm có thể alo lúc nào cũng được. Ít tiền chưa đến 300 thì các bác có thể tham khảo Hyundai Accent này. Anh nắng mùa đông ơi, Hyundai ở Hyundai Venna nó là số sàn anh nhé. Chiếc Hyundai Venna này là số sàn 208 triệu. 208 triệu 2010 xe nhập, nó cùng anh em chị em với lại Hyundai i10 các bác. Nó cũng nó là Hyundai nhập đấy ạ. Máy 1.4 số sàn nhé, 208 triệu Hyundai Venna. Hyundai Accent số sàn chưa đến 300 em có nhé, xe nhập 2012 này. Hyundai Accent 2012 xe nhập. Xe nhập nhé các bác nhé, máy 1.4. Giá là 288 triệu Hyundai Accent 2012, máy 1.4. Gọi là siêu đẹp và cam kết chuẩn chỉ cho các bác về chất lượng xe. Em chào anh Sơn Đoan. Anh ơi Morning hả? Morning thì hiện tại em thêm đang hết rồi. Kia Morning em còn một chiếc Kia Morning bán tải van thôi. Bác Trịnh Thế Tùng ơi, giá đấy em không chốt được. Bác cứ ra xem xe. Bác cứ ra xem xe em thêm sẽ bớt cho các bác. Nhưng mà bớt nhiều thế thì không bớt được. Hyundai Accent 2012 các bác nhé. Anh Nguyễn Duy Đoàn, Accent cùng đời, em không còn. Accent tự động thì em thêm còn 2019 màu đỏ. Anh nắng mùa đông xem nội thất Accent. Anh ơi, các bác mà muốn xem kỹ hơn thì các bác nhắn tin cho em thêm vào cái trang fanpage này nhá. Em thêm gửi hình ảnh cho. Vì xe hiện tại bây giờ thì chốt hết cửa. Em thêm live stream có một mình thôi, lái xe đi lấy xe hết rồi cho nên không mở được cửa đâu. Bác nào mà mình muốn xem kỹ nội thất thì các bác nhắn tin cho em thêm qua fanpage, em thêm gửi ảnh cho nhé. Bình thường thì có lái xe ở nhà thì em cho lái xe mở hết cửa ra được, nhưng mà hôm nay lái xe đi làm hết rồi. Anh Nguyễn Duy Đoàn ơi, nhắn tin rồi không thấy phản hồi. Ô vậy ạ?
quý khách hàng, quý anh chị ơi, nếu mà các bác mà nhắn tin mà chưa thấy thì các bác tinh tinh lại cái cho em thêm nhé. Là vì nhiều khi mà khách hàng nhắn tin nhiều quá, em thêm check xong bắt đầu mình có thể là mình sẽ bị kiểu như là nó trôi ấy các bác. Nên là quý khách hàng, quý anh chị mà không thấy em thêm, nhắn lại các bác tinh tinh cho em lại một hai chấm gì đấy nhá. Cho em một hai chấm gì đấy là em thêm nhìn thấy, là em thêm biết rồi. À, anh lắng mùa đông là đấy, em không chốt được anh ơi. Em có lộc lá có bớt nhưng không bớt được nhiều thế anh nhá. Hyundai Accent là 288. Hyundai i10 ạ. Hyundai i10 trước này là số sàn bản đủ đấy các bác này. Hyundai i10 số sàn bản đủ nhá. 2017 này. 275 triệu bản đủ, vô lăng tích hợp, có màn hình đài lẩu thông minh nhá. 2017 Hyundai i10. Hyundai i10 các bác nhá, i10 2017 số sàn giá là 275 triệu. Đấy, các bác quan tâm những cái mẫu nào thì cứ nhấc máy alo cho em thêm, là em thêm sẽ báo giá lại, nếu như các bác mà không xem được live stream nhé, xem lại video, quan tâm mẫu nào thì alo cho em thêm. 150 triệu, tầm 150. Hiện tại em có Gate 2009 anh nhé. Hiện tại em có Hyundai Gate 2009 màu xanh, nhưng mà xe thì em không có để ở đây. Hiện tại bãi cũng đang rất chật luôn. đang full rồi các bác ạ. Em còn nhiều xe đang về lắm. Nếu như các bác mà quan tâm những cái mẫu vừa tiền thì hiện tại em còn mấy con đang về. Các bác mà quan tâm mẫu vừa tiền cứ tầm 300 hơn 300 thì cứ alo cho em nhé. Anh chị Trung Hiền, vâng ạ, anh chị ngắm đi ạ. Anh chị quan tâm, anh chị thích màu gì hoặc là xe gì, anh chị comment em thêm review cho luôn. Vì buổi trưa các bác rảnh thì em lên sóng quay live stream chút cho các bác ngắm xe nhé, các bác ngắm xe. Chứ mình quay nhanh quá thì khách hàng nhiều khi không xem được. Hôm nay có thời gian em thêm sẽ review cho các bác ngắm xe. Tiếp là Santa Fe màu đen. Anh Nguyễn Lang ơi, Santa Fe màu đen đấy em đang đỗ ở trên, tại vì là nó chật ở đây, nó đang chật. Anh quan tâm anh nhắn tin em thêm gửi full hình ảnh cho anh xem nhé. Santa Fe, em có Hyundai Santa Fe máy dầu số tự động 2008 luôn, siêu đẹp. Anh nắng mùa đâu, anh ở tận Quảng Trị hả? Nói chung em có bớt anh ạ, nhưng mà bớt ít thôi, bớt như thế bớt nhiều quá. Còn nếu mà anh ở Quảng Trị thì nói chung khách hàng xem thêm sẽ bớt thêm cho các bác chút xíu cái tiền đi lại nhé. Anh alo liên hệ trực tiếp cho em theo số hotline 0888666111 cũng được. Cái số đấy dễ bấm nhất thì các bác bấm luôn cho em nhé. Còn nếu mà trên livestream em thêm có chốt, nhưng mà các bác ạ, cái giá nó cũng gọi là vừa trong tầm tay em thêm có thể chốt, chứ các bác mà bớt nhiều quá em thêm không có dám chốt là vì lỗ. anh Quang ơi, có nhá, i10 có góp được anh ạ. 2017 có trả góp được. Anh ở đâu ạ? Một chiếc Mazda 3 2016 này, Mazda 3 2016. Thưa với các bác rằng là nội thất là em thêm hiện tại đang chốt cửa. Đấy, một mình em thêm là em thêm không mở được. Các bác xem qua ngoài nhé. Bác nào muốn xem kỹ hơn thì có thể nhắn tin cho em vào fanpage, hoặc là có thể alo trực tiếp, Zalo hay số hotline trên cho em thêm. Mazda 3 2016 số tự động máy 1.5 các bác nhé. Máy 1.5. Anh gỗ lũa Hà Giang ơi, chiếc biển 12 i10 giá là 275 anh nhé. Mazda 3 2016 số tự động này. Số tự động máy 1.5, chiếc này có màn hình các bác nhé. Có màn hình đài lẩu thông minh này. Cửa sổ trời. Cửa sổ trời em thêm ngó ngoài vào thôi. Đấy, xe đang chốt. 485 triệu ạ. Mazda 3 2016. Xe thì cam kết đẹp và zin, bác yên tâm về chất lượng xe nhé. Em thêm cam kết đẹp zin cho các bác. 2016 anh Hưng Phạm ơi, 2016 485 triệu các bác nhé. 485 triệu này. Ít tiền thì hiện tại em thêm có Kia Morning bán tải van nhé. Bán tải van 248 triệu thôi. Anh Đoàn Cảnh Khiêm, tí nữa em sẽ gửi các bác mà muốn kỹ thông tin thì các bác có thể comment hoặc nhắn tin cho em thêm sẽ gửi cho. Em thêm sẽ gửi thông tin với lại hình ảnh chi tiết cho các bác. Anh Thắng Ngô Phu à, chất giọng em vừa dịu dàng vừa sắc sảo. Chết rồi, thế ý bác là em vừa dịu dàng lại vừa ghê rồi.
Anh Lượng Lê, em có chứ, em có dép like đấy các bác ạ. Nếu mà nếu mà các bác mà gửi tin nhắn mà không thấy em thêm trả lời thì có thể là nhiều khi có một vài mà tin nhắn nó sẽ bị, tức là em thêm nhiều nhiều khách hàng nhắn em thêm sẽ gọi như là bị sót. Quý khách hàng, quý anh chị cho em thêm lại một chấm nhé, là em thêm sẽ dép like lại cho các bác. Kia Morning bán tải van, em có 2014 xe nhập này, xe nhập số tự động các bác nhé. Bán tải van là xe hai chỗ, xe hai chỗ. Trước này em thêm đang để đi quanh quanh, rất là chất luôn. Nhập khẩu các bác nhé, có màn hình, có cam hành trình và đủ cam lùi luôn. 2014 xe nhập khẩu, giá là 248 triệu này, 248 triệu. Được giá đó em chuyển khoản kéo vào bọn chị cho em khỏi ra xem luôn. Anh nắng mùa đông ơi, anh alo trực tiếp đi hoặc anh để lại số em alo cho. Giá đấy thì em không chốt được vì giá đấy anh giả em là lỗ, anh cứ cân đối đi nhá. Xe thì em cam kết cho anh là keo chỉ cột kéo máy số đều zin, cam kết bằng văn bản luôn. Vào nếu như khi mà vào các bác kiểm tra chất lượng xe không chuẩn nhá, không chuẩn như em thêm cam kết thì em thêm mất phí thôi, đúng không? Đấy, cho nên là các bác yên tâm rằng là chất lượng nhà em thêm thì khách hàng không phải lăn tăn. Asen em có 19 đây ạ. Đây giờ em thêm vào trong nhà, em thêm review xe trong nhà. Santa Fe màu đen em quay anh xem giá bao nhiêu em bán. Anh Nguyễn Lam ơi, lát nữa em gửi hình ảnh cho anh được không? Là vì xe em đang để ở trên chỗ nhà trên ấy. Đây là nhà em đang lắp biển, hôm nay thợ đang làm biển. Em thêm đặt biển tầm tháng hơn tháng, hôm nay mới lắp được. Đây là các bác này, em đang làm biển này, đang hoàn thiện nốt bằng biển. Cho nên là em không có chỗ để, em phải đánh lên trên nhà trên để tạm vài gọi là 2-3 hôm nữa xong thì em mới cho về. Nếu mà bác quan tâm thì bác mai bác cứ xuống xem trực tiếp đi. Anh ở đâu ạ? Anh có xa không? Anh em vừa nói sao? Anh Nguyễn Nam ơi, anh ở xa không ạ? Nếu như anh ở gần thì anh bớt chút thời gian anh xuống xem xe trực tiếp nhé. Xuống xem xe trực tiếp xem chất lượng xe như nào. Em thêm cam kết là bác sẽ ưng đấy, cam kết sẽ ưng về chất lượng xe. Nhà em thêm thì khách ở xa chưa bao giờ phải gọi là thất vọng về cái chất lượng xe. Anh lắng mùa đông. Anh alo cho em thêm đi ạ. Bán tải em hết rồi. Anh Trung Hiền ơi, bán tải em không còn nhá. À Benna ơi, khỏe không Benna? Anh Benna hôm nay lâu lâu rồi, hôm nay mới thấy Benna xem live stream. Bán tải em hết các bác ơi. Asen 2019 này. Benna, nếu như mà Benna xuống thì Benna lên cửa hàng mới nhá. Giờ nhà em chuyển về chỗ ngã tư Đồi Ngô rồi thẳng đường quốc lộ 31 nhá. Thẳng đường quốc lộ 31 luôn, cách ngã tư Đồi Ngô tầm khoảng hơn 100m. Quý khách hàng, quý anh chị mình tìm nhà em thêm thì alo cho em nhé. Vì em chuyển về cửa hàng mới rồi, nhiều khách hàng không biết. Đấy, các bác cứ alo số hotline em thêm cho trên màn hình. Asen 2019 này. Asen 2019 chìa khóa cả đôi các bác nhé. Xe chạy 2 vạn lốp theo xe còn siêu đẹp, siêu mới luôn. Vô lăng tích hợp này, bàn đài lỗ thông minh các bác nhé. Có đầy đủ màn hình luôn ạ. Hyundai Asen 2019 bản tiêu chuẩn số tự động, xe chạy 2 vạn, 2 vạn 1 gì đấy, 2 vạn 1. À anh ở bên bố Hạ Yên, thế thì cũng gần mà, anh tranh thủ chạy sang đây xem. Quan trọng là anh ưng về chất lượng xe. Chiếc Santa Fe đấy là máy dầu anh nhá, số tự động máy dầu. Siêu đẹp luôn. Máy số cam kết zin cho bác. Asen 2019 giá là 465 các bác nhá, 465 triệu này. 465 triệu có bác hồ sơ. Quý khách hàng, quý anh chị cho em thêm xin một lượt chia sẻ đi ạ. Các bác không chia sẻ thì cho em thêm xin nút like cũng được, nút like hoặc thả tim đi các bác cho đỡ bị xa nhau quá. Forte số tự động anh Nguyễn Hải ơi, em có nhá. Forte tự động em thêm có, Forte Celato, Forte em hết rồi, Celato còn. Forte em có Forte bản S số sàn. Đây em có Forte bản S số sàn 2011 xe lắp ráp tại Việt Nam nhé. Bản S là bản đủ ấy các bác, bản full đấy. Kia Forte bản S 2011 số sàn này, máy 1.6. Có cam lùi, có đủ cảm biến luôn này. Kia Forte bản S 2011 giá là 298 triệu các bác nhé. 298 triệu thôi ạ. Đấy, option siêu đẹp luôn. Những cái xe để trong nhà này thì mở cửa cho nên em thêm review option cho các bác xem. Chiếc này có cửa sổ trời này. Có cửa sổ trời, táp lô táp ly rất là đều, xe đẹp luôn nhé. 2011 Kia Forte bản S 298 triệu.
Đấy, quý khách hàng, quý chị mình không xem được livestream, các bác xem lại video ấy. Quan tâm mẫu nào thì nhấc máy alo cho em thêm hai số hotline em thêm cho trên kênh với lại livestream này em thêm ghim ở trên màn hình đấy. Các bác alo trực tiếp cho em. Kia Celato em có 2010 đấy ạ. Đây là số tự động. Chiếc này là số tự động các bác. 2010. Có cửa sổ trời đầy lỗ thông minh các bác nhé. Có cửa sổ trời, có đầy lỗ thông minh. 2010. Giá là 335 triệu ạ. Đấy, 335 triệu. Máy 1.6. Số tự động, xe nhập khẩu. Quý khách hàng, quý chị nào quan tâm mẫu nào thì alo cho em thêm. Kia Celato em thêm có nhá. Các bác giữ máy đi, em thêm review Celato cho các bác tham khảo nhá. i10 tự động em có 2016 màu trắng nhá. Hôm qua em mới về 2018 nữa. 2018 màu bạc. Chiếc này là Hyundai i10 số tự động, xe nhập này. Máy 1.2 Hyundai i10 xe nhập máy 1.2 số tự động, giá là 348 triệu. Hyundai i10. Kia Celato em thêm có màu đen 2016 đây ạ. Số tự động máy 2.0 nhé. Đăng ký biển thủ đô Hà Nội. Kia Celato 2016. Những cái mẫu này thì full option luôn. Những cái dòng Kia Celato này là full option các bác nhé. Cửa sổ trời, có đầy lỗ thông minh, ghế điện này, vô lăng tích hợp, màn hình đầy đủ. 2016 Kia Celato số tự động máy 2.0, giá là 488 triệu. 488 triệu Kia Celato 2016. Em có 2019 nữa đây ạ. Kia Celato 2019 số tự động. Chiếc này là máy 1.6, xe chạy 2 vạn. Xe chạy 2 vạn lốp theo xe còn cả dàn luôn các bác ạ. 2019. Đấy, full option. Đấy, cái dòng này em thêm giới thiệu với các bác rồi là full option luôn. Cửa sổ trời, có cân bằng điện tử, có nhá. Có màn hình. Xe chốt cửa rồi, em thêm không review được cái phần trong. Nhưng mà quý khách hàng, quý chị ơi, riêng cái dòng Kia Celato này, cái option của nó rất là nhiều luôn. Đấy, option của nó full luôn. Nên là quý khách hàng, quý chị gọi là có thích form, thích dáng hay không thôi. Còn các bác muốn xem kỹ thêm thì alo cho em gửi hình ảnh video cho nhé. Kia Celato giá là 475 triệu. À 575, em xin lỗi. 575 các bác nhá. Chiếc này là 488 này. 488 2016. Còn chiếc này là 575 2019 này. 575 Kia Celato 2019. Số sàn hiện tại em có Kia Solotu 2019. Số sàn tầm ít tiền này, hơn 300. Kia Solotu 2019 số sàn máy 1.4. Chiếc này xe chạy hơn 2 vạn lốp theo xe còn đẹp. Có đủ màn hình các bác nhé. 2019 Kia Solotu giá là 365 triệu này. À em xin lỗi, 356, nhầm các bác ạ. Lộn số. Lộn số sau thành về số trước. 356 triệu 2019 Kia Solotu. Màn hình vô lăng phím còi siêu đẹp luôn. À và đây nó hơi tối nha, em bật bóng lên nhá. Bật bóng lên cho các bác xem cho dễ nhá. Kia Solotu 2019 số sàn máy 1.4. Đấy, xe chạy 2 vạn lốp theo xe còn đẹp luôn. Xe đăng ký biển 98 Bắc Giang. Một chiếc Kia Rio 2015 xe nhập số sàn máy 1.4 ạ. Kia Rio. Quý khách hàng, quý chị lấy mặt tầm vừa tiền hơn 300 chút xíu thì các bác có thể tham khảo những cái chiếc Kia Rio này nhé. Đấy, Kia Solotu và Kia Rio. 320 triệu Kia Rio nhập khẩu 2015 số sàn. Đấy, số tự động em thêm có 2016 Kia Rio nhé các bác nhé. Hôm nay live buổi trưa nhưng mà các bác hơi vắng. Hơi vắng nhưng thôi em thêm tranh thủ lên để cho các bác có thể biết được những cái mẫu xe nhà em đang bày bán. Để các bác mà quan tâm mẫu xe gì thì alo cho em. Alo trực tiếp cho em thêm hoặc đến xem xe trực tiếp tại số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Đồng Lam, tỉnh Bắc Giang. Thẳng đường quốc lộ 31 luôn. Các bác đi chạy thẳng đường quốc lộ 31 luôn đến ngã tư Đồi Ngô là gần đến nhà em thêm rồi. Kia Celato 2017 màu trắng này. Đấy. Celato em có màu trắng 2017 số tự động máy 1.6 nhé.
máy 1.6, xe cam kết đẹp và zin, bao check bao test luôn. Các bác có thể check test hãng thoải mái luôn, chất lượng không chuẩn em hoàn tiền 498 triệu Kia Cerato 2017. Riêng chất lượng xe thì các bác yên tâm là cứ không chuẩn em thêm hoàn tiền. Đấy. Xe cũ thì chỉ có không tránh được trầy xước rồi thì có thể là số km nhiều khi nó sẽ không chuẩn 100% thôi, chứ còn về chất lượng xe thì em thêm cam kết chuẩn cho các bác. Kia Cerato 498 triệu này, 2017. Em thêm có Kia K3 nữa nhé, K3 2016, số tự động, chiếc này là máy 2.0. Kia K3 2016, số tự động máy 2.0, giá là 488 này, 188 triệu bằng giá chiếc Kia Cerato 2016 này. Có cửa sổ trời, có đèn lồ thông minh, có màn hình rồi các bác. Những chiếc này thì các bác về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi, không mất thêm tiền là trang trí thêm những cái gì nữa cả. Đấy, i10 hiện tại em có số sàn 2017, số tự động 2018 và 2016. Đấy là những cái mẫu hatchback, rất là nhiều những cái mẫu xe khác các bác thoải mái lựa chọn cũng như là tham khảo nhé. Các bác quan tâm thì nhớ alo cho em thêm số hotline em ghim trên màn hình. Hoặc là quý khách hàng, quý anh chị nhớ ấn theo dõi kênh nhé. Các bác ấn theo dõi kênh, quan tâm mẫu nào thì có thể là alo trực tiếp hoặc là nhắn tin qua fanpage cho em. Đấy, Cerato 2019 siêu đẹp luôn, form mới này. Ít tiền em có Atit này. Atit hiện tại em có 2008 số sàn và 2010 số tự động nhé. 2010 số tự động em cũng có màu đen. Chiếc này là 2008 số sàn, máy 1.8 bản G này. Atit giá là 275 triệu. Đăng ký biển thủ đô Hà Nội luôn, 275. Atit 2008. Em có một chiếc Toyota Wingo nhập khẩu. Toyota Wingo nhập khẩu 2020. Chiếc này là xe nhập số sàn các bác nhé, máy 1.2, xe nhập Indonesia đấy ạ. Trong đăng kiểm ghi là Indonesia, xe nhập của Toyota 2020. Giá là 298 triệu, có màn hình, có cam hành trình luôn, đầy đủ hết đồ. Wingo 2020 ạ. Đấy, bác nào muốn xem video hay là hình ảnh chi tiết thì có thể alo trực tiếp em thêm sẽ gửi cho. Đăng ký biển Bắc Linh. Tất cả xe thì các bác yên tâm về các thủ tục pháp lý nhé, chuẩn chỉ về thủ tục pháp lý và cam kết đảm bảo chất lượng xe. Gio em có 2016 xe nhập đây ạ. Kia Gio nhập khẩu 2016, chiếc này là số tự động, giá là 388 triệu. Tầm vừa tiền các bác có thể tham khảo những cái mẫu này là 388 triệu Gio 2016. Đấy, số sàn em có 2015 các bác nhé. Số sàn em có 2015, tự động em có 2016 Kia Gio. Cái K3 em cũng có 2016. Honda Civic em còn một chiếc 2007 này. Civic 2007, chiếc này có cửa sổ trời các bác nhé. Hôm nay có cửa sổ trời. 2007 số tự động máy 2.0, giá là 275 triệu. 275 triệu Honda Civic. Đấy, rất là nhiều những cái mẫu xe đẹp, chất lượng cao. Các bác quan tâm mẫu xe gì thì alo cho em thêm 0987271796 hoặc 0888666111 nhé. Hoặc đến xem xe trực tiếp tại showroom nhé em. Siêu đẹp, siêu VIP luôn, Honda Civic này, em thêm lên sóng chút thôi. Các bác quan tâm mẫu gì thì alo trực tiếp cho em nhé. Đấy, nội thất của chiếc Civic này có cam hành trình này, có màn hình đầy đủ, vô lăng phím còi rất là đẹp luôn. 2007, 275 triệu, cửa sổ trời đấy ạ. Đấy, em thêm xin phép nghỉ like nhé. Quý khách hàng, quý anh chị mình tham khảo, quan tâm những mẫu nào thì nhấc máy alo cho em thêm. Tất cả xe nhà em thêm bán ra luôn luôn cam kết đảm bảo về chất lượng xe cho khách hàng. Đấy, chuẩn chỉ xe, không đâm sâu tai nạn, máy móc không ngập nước, và thủ tục pháp lý em thêm cam kết là không có tranh chấp. Nhà em về những cái mẫu xe mới liên tục luôn các bác. Quý khách hàng xem kênh thì nhớ ấn theo dõi kênh nhé. Ấn theo dõi kênh có thể nhận được thông báo khi em thêm lên sóng live stream trực tiếp. Hiện tại Santa Fe thì em có đấy các bác nhé. Hyundai Santa Fe em có 2008 đấy.
máy dầu. I10 I10 em có. I10 em có số tự động. I10 em có tự động 2016-2018. Ô sao dạo này cái kênh của em cứ lên sóng một lúc là em lại bị mất comment của khách hàng rồi. I10 em có tự động 2016-2018. À, quý khách hàng Quỳnh chị ơi, rất là nhiều khách hàng comment mà em theo không đọc được. Quý khách hàng Quỳnh chị mình quan tâm mẫu xe gì thì alo cho em nhé. I10 bản đủ xe nhập anh vô thường ơi. Đây này. À, căn bản là các bác comment này em thêm không có đọc được. Các bác em thêm bị ẩn comment. Em thêm live stream một lúc là em thêm bị ẩn comment. Vai ớt em có anh Học Vũ ơi. Vai ớt em có 2017, trước 2015 và 2011 em thêm đang để cửa hàng trên là vì nhà đang chật em thêm đang gắn biển. I10 bản đủ đây. I10 bản đủ xe nhập trước này là 2016 đây các bác này. 2016 nhá, số tự động máy 1.2. Giá là 348 triệu. À, xe nhà em thêm thì xe đẹp chất lượng cao. Nếu mà để mà rẻ ấy, các bác ạ, rẻ thì em thêm không cam kết rẻ là vì xe chuẩn. Bọn em đi mua thì cũng chẳng biết thế nào giới thiệu với khách hàng là rẻ hay là gì cả. Nhưng mà em thêm là cam kết đảm bảo chất lượng cho các bác. Và giá thì theo giá thị trường các bác nhé. Nhà em thêm thì không có bán đắt. Vì mình bán theo cái chất lượng xe. Đắt thì bán một mình cũng không bán được. Cho nên là quý khách hàng, quý chị mình quan tâm mẫu xe gì thì cứ alo cho em thêm. Và chất lượng xe nhà em thêm thì bao giờ cũng đảm bảo nhé. Đấy, I10 nhập trước này là 2016 đấy. Bác nào quan tâm I10 nhập thì alo cho em. Anh Đặng Ngọc Thanh này, hôm nào sang cửa hàng em thêm mua trả góp, con về đi không trả được thì gắn nhà có được không? Câu này bác hỏi là hơi khó trả lời. Gắn nhà thì cũng gọi là hơi khó bác ạ. Còn nếu mà bác mà quan tâm muốn trả góp thì em thêm có hỗ trợ các bác trả góp nhé. Đấy, vay ớt hiện tại em có 11, có 15 và có 17. Các bác quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em xin phép nghỉ live stream đây. Tại vì là live stream nó bị ẩn comment. Quý khách hàng, quý chị quan tâm thì nhớ alo nhé. Alo số hotline này 0987271796 hoặc 0888666111. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý khách hàng, quý chị ạ. Cảm ơn toàn thể quý khách hàng, quý chị đã quan tâm cũng như là theo dõi ủng hộ em nhé.